Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang ngồi rất là đẹp này, và một chiếc váy rất là xinh. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Với mái tóc này thì mình sẽ dùng màu xám này, lily này các bạn. Chiếc váy này thì mình sẽ dùng màu hồng nhé. Mình tô màu xanh.
là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên đây của mình đang cầm bức tranh một cô gái mặc chiếc váy màu hồng này đang ngồi đó. Các bạn hãy cho mình ý kiến được các bạn về bức tranh này nha. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh của cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.